Kính thưa ông bà anh chị em, như vậy là chúng ta bước vào mùa vọng, bắt đầu một năm phụng vụ mới. Mùa vọng là gì? Thường thì chúng ta nói mùa vọng là mùa trông chờ Chúa đến. Theo một cái nghĩa nào đó thì mới đúng một nửa thôi. Tôi xin trình bày với ông bà anh chị em cái nửa kia của mùa vọng. Cái ngôn từ của chúng ta dùng nó không diễn tả được hết. Giống như cụ Phan Bội Châu đã nói rằng: thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý. Cái ngôn từ chúng ta dùng nó không hết ý được. Thế thì Việt Nam chúng ta gọi là mùa vọng, còn tiếng gốc, tiếng Latin thì gọi là Adventus, bởi động từ advenire có nghĩa là đến. Như vậy mùa vọng là mùa của sự đến, Chúa đến. Chúa đến là quan trọng, chứ mùa vọng không hẳn là mùa trông chờ Chúa. Như thế, theo cái nghĩa là Chúa chưa đến, mà ai trong chúng ta cũng biết là Chúa đến rồi. Không có nghĩa là vắng bóng Chúa, hay là không có nghĩa là không có Chúa. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 8 có nói: Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Ta là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, đấng toàn năng. Trong Kinh Thánh thì cái từ đó là Pantocrator, có nghĩa là bao trùm hết tất cả, toàn diện. Thế còn cái từ mà chúng ta Việt Nam chúng ta nói là có, hiện có, đã có và đang đến, thì tiếng Việt Nam phải dùng chữ có, trong khi đó cái động từ dùng nó bằng tiếng, ví dụ như tiếng Latin thì nó là esse, is, tức là est. Tức là ông bà anh chị em ở đây có ai biết tiếng Anh, tại bây giờ tiếng Anh là phổ biến rồi, thì phải nói rằng là who is, nghĩa là đấng hiện có, mà cái chữ is đó là to be, nó không phải to have, to be, hiện có, tức là đấng, đấng đang hiện hữu, đấng đang hiện hữu, đang có mặt và đang đến, đang đến đó. Thì họ cũng phải dùng cái chữ, cái động từ to be, who is coming, tức là đang đến, là đến cũng được. Thành thử ra ta là Alpha và Omega, đầu là cuối, hiện diện toàn bộ cái thời gian đó, thời gian vô cùng ấy, và là đấng hiện có, đã có và đang đến. Thế rồi Chúa cùng con nói rằng Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế, Matthew 28:20 đó. Chúa hằng ở cùng. Và trong thánh lễ thì chúng ta đã nói với nhau nhiều lần, chúng ta nói với nhau nhiều lần Chúa ở cùng anh chị em, và anh chị em đáp lại là Chúa ở cùng cha nữa đó. Chúng ta xác định là Chúa đang ở đây, có mặt ở đây. Và nói như thế là chúng ta đón Chúa.
chúng ta đón Chúa. Cái chữ đến tận thế đó thì nó cũng có thể làm cho chúng ta lầm tưởng rằng đến cái tận nào đó, lúc mà trời đất nó tan rã ra thì Chúa mới đến. Mà cái chữ đó thì trong cái tiếng mà Do Thái đó là Aion, nó chỉ là thời gian. Thời gian. Vậy Chúa luôn luôn ở cùng ta ngay trong thời gian của chúng ta, của Vũ Hoàng, cho đến hết cái thời gian của Vũ Hoàng của chúng ta, Ngài vẫn ở cùng chúng ta và còn vượt thời gian của chúng ta nữa. Ngài ở cùng chúng ta để đưa chúng ta vượt thời gian với Ngài. Chúa luôn luôn là hiện tại. Thế thì cha Phó có nói, Phó Bề Trên có nói rằng tôi sẽ nói về vấn đề giới thiệu truyền giáo, nhưng mà tôi nói chút thôi. Truyền giáo, loan báo tin mừng, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đem Chúa đến cho người ta. Và theo cái nghĩa tôi vừa nói vừa rồi thì không có cái nghĩa đó. Tại vì Chúa đã ở đó rồi. Chúa đã có mặt. Khi chúng ta chưa tới đó, Ngài đã có mặt ở đó rồi. Những người Israel đó, họ đã được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, đã được Chúa thổi hơi thần khí cho rồi. Và Ngài đã nói với họ, trong thư Do Thái, Ngài đã nói với cha ông chúng ta bằng nhiều kiểu, nhiều cách. Hay là trong cái trường học đó, thì thí dụ người ta nói rằng có cái mặc khải đệ nhất, tức là tại vì mặc khải cuối cùng, mặc khải toàn diện là chỉ có trong Chúa Giêsu Kitô thôi. Nhưng mà Chúa thương yêu chứ, Chúa thương yêu và dẫn dắt họ rồi. Trong cái lối sống của họ, trong văn hóa của họ, trong tiếng nói của họ, Chúa ở cùng họ từ lâu lắm rồi. Thành thử ra đi truyền giáo hay loan báo tin mừng là chúng ta cùng với họ khám phá ra Chúa đang ở cùng, cùng với họ, cùng với họ. Cũng như hôm nay tôi nói thêm như thế vậy là ông bà anh chị em thấy ngay là ồ, hóa ra Chúa đang ở đây, gần mình lắm, gần mình lắm, sát sườn, ngay bên cạnh. Ồ, Chúa hằng đồng hành với mình, hằng đi với mình, hằng sống với mình, hằng làm với mình. Giống như Thánh Gioan Tẩy Giả, Gioan Tuyển Hô nói rằng ở giữa các ông có một đấng mà các ông không biết. Đó là vì chúng ta không biết thôi, không nhận ra, không biết. Nhưng bây giờ thì biết rồi, biết rồi. Chúa ở cùng anh chị em. Thành thử ra về phía chúng ta, trong cái thời của chúng ta lắm khi không có mặt, chúng ta vắng mặt. Có mặt đó mà cũng lại như vắng mặt, như thế là gần mặt mà xa lòng á, thì nó cũng vắng mặt luôn. Vắng mặt luôn. Chúng ta không đón nhận Chúa. Người đến nhà người mà người nhà không đón nhận. Gioan ở trong thách tin mừng Gioan đoạn 1 câu 11. Chúng ta không có Chúa, chúng ta phủ nhận Chúa. Nhiều người hiên ngang mà phủ nhận Chúa, hãnh diện lắm. Như vậy nó mới hợp thời chứ, như vậy nó mới khoa học chứ. Phủ nhận Chúa, lầm tưởng mình tiến bộ khi phủ nhận Chúa, loại trừ Chúa.
loại trừ Thiên Chúa để khẳng định chính mình, trong khi thật ra người không ở xa mỗi người chúng ta, vì chính ở trong người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu. Đó là Thánh Phaolô giảng ở Athena trong sách Công Vụ đoạn 17. Chúng ta lầm tưởng chúng ta không cần Chúa, trong khi đó người xưa cũng đã nhận thấy rằng tùng thiên là giả tồn, nghịch thiên là giả vong, theo trời là tồn tại, mà nghịch với trời là tiêu vong. Chúng ta bằng lòng, chúng ta thỏa mãn với cõi đời chóng qua này, bởi vì trời đất này sẽ qua đi, mọi sự đang qua đi, chỉ có Chúa là tồn tại mãi mãi, tồn tại muôn đời. Ngài là đấng toàn năng, luôn luôn hiện hữu, viên mãn tràn đầy, và chúng ta được ở trong sự viên mãn tràn đầy của Ngài. Và chúng ta chỉ viên mãn và tràn đầy vì chúng ta ở với Ngài, ở trong Ngài. Vì vậy Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy sẵn sàng trong bài tin mừng ngày hôm nay, sẵn sàng và tỉnh thức để mở rộng lòng đón nhận Chúa đang đến và hằng đến với chúng ta. Đón nhận Chúa luôn luôn. Chúa sẵn sàng đó thì cũng xin cho ta được sẵn sàng đây. Chúa luôn luôn sẵn sàng, chỉ có ta là không sẵn sàng thôi. Ngài gõ cửa là ta mở ngay, Ngài gọi là ta thưa ngay, thấy Ngài là đón ngay, tay bắt mặt mừng. Trong mấy ngày ở đây tôi được, tôi là tại vì không có ở đây lâu rồi, ít khi, nhưng mà được các quý ông quý bà tay bắt mặt mừng, vui lắm. Chớ gì Chúa được chúng ta tay bắt mặt mừng như vậy, vì Chúa hay hơn tôi, tốt hơn tôi, và chắc chắn là Chúa yêu thương mỗi người chúng ta hơn bất cứ ai. Thành thử ra như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, xin Chúa ban cho ta tỉnh thức và sẵn sàng trong mọi bước đường đời của chúng ta, trong mọi công ăn việc làm của chúng ta, trong bất cứ một cuộc gặp gỡ nào với bất cứ ai, là ta gặp Chúa. Đức Thánh Cha Francisco có nói chúng ta phải sống cái văn hóa gặp gỡ. Tạ ơn Chúa là hôm nay, lúc này đây, ở đây, anh chị em chúng ta đã sẵn sàng để quy tụ nhau nơi đền Đức Mẹ đây để đón Chúa đến. Chúa đến trong lời của Ngài, lời thần khí và sự sống, lời hằng sống muôn đời, lời tồn tại muôn đời, không phải là lời hữu hạn như lời con người chúng ta mà tôi đã nói lúc ban đầu. Chúng ta sẵn sàng tới đây để đón nhận Chúa trong lễ tế của Ngài, hiến dâng lên Cha và hiến dâng cho chúng ta. Chúng ta sẵn sàng đón nhận. Chúng ta đến đây để sẵn sàng đón nhận giao ước mới Ngài kết ước với chúng ta trong mình máu thánh của Ngài. Chúng ta đến đây để sẵn sàng đón nhận thần khí của Ngài, để thần khí của Ngài dạy chúng ta mọi sự, dẫn đưa chúng ta tới tất cả sự thật, mớm cho chúng ta những lời ca, những kinh nguyện đẹp lòng Chúa Cha. Tạ ơn Chúa, chúc tụng ngợi khen Chúa đang ở cùng chúng ta. Amen.